Đây là Queen Bee và đây là hôm nay là sinh nhật của Tú 50 và là cũng là ngày giới thiệu với lại ra mắt Thu với mọi người. Thì đây là để tôi quay tất cả cảnh chung quanh, tất cả đây là của Tuấn, decor theo kiểu Mỹ rất đẹp. Xin mời quý vị tham viếng. Có đủ 50 ghế không? 150 ghế không? Không biết, nhưng mà cô xếp hết trên kia là vì thằng Tuấn nó nói là ghế với bàn là chỉ để cho người lớn thôi, còn giới trẻ là cho đi vòng vòng. Khi mình nói là có một mảnh mẽ là xin quý vị Thank you.